Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin một chiếc xe 7 chỗ. Tầm giá của chiếc xe chỉ hơn 300 triệu thôi. Ta có thể sở hữu một chiếc xe máy cực kỳ khỏe, máy 2.7 2 cầu. Chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2 cầu sản xuất năm 2011. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Trang bị đầy đủ những cái tiện nghi option được ba chủ nâng cấp thêm một số tiện ích. Và bây giờ em sẽ đi qua vòng quanh ngoại thất, nội thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng ô tô Chất, địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử. Ở phần đầu xe của chiếc xe nổi bật với những các chi tiết hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen. Bác chủ rất là cẩn thận đã úp cái bảo vệ đèn. Chất lượng bóng đèn anh chị bạn có thể tham quan này. Những đường nét về phần đầu xe cũng như là các phần body kit của chiếc xe được trang bị đầy đủ. Hệ thống mâm của chiếc xe trang bị mâm hợp kim. Một dàn lốp của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn. Đết lốp của chiếc xe là tuần thứ 35 của năm 2017 anh chị nhé. Đấy, những đường nét chi tiết quay cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Cam lề cũng được trang bị đầy đủ rồi. Những đường nét sơ qua tổng quan về nội và ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn có thể đánh giá cùng em. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm về quá trình sử dụng sau này. Với dòng Toyota thì anh chị và các bạn yên tâm đi ạ, dòng này nó rất bền và lành. Chỉ có cái động cơ là 2.7 hơi ăn xăng một chút thôi. Nhưng bù lại cái khả năng vận hành của chiếc xe nó vượt trội, đi đường đồi, đường đèo, những cung đường khó thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Khung cần cao thoáng. Những đường nét về hệ thống keo chỉ, ốc ác, đinh tán. Rồi là những phần hệ thống chi tiết từ những phần cánh cửa đến những cái phần đuôi xe. Hệ thống bóng đèn hậu. Với không gian bên trong thì nó sẽ có một cái không gian để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Với cái hàng ghế thứ ba này mình có thể gập theo tỷ lệ 50-50 kéo ngang sang hai bên. Cửa gió điều hòa trên nóc trần, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Các chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe hệ thống màn hình trần, dán kính thảm trải sàn rồi. Ốp bảo vệ từ những cái phần nắp bình xăng đến những cái chi tiết bóng đèn hậu. Hệ thống về che mưa, tay nắm cửa được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Đây là những cái phần hệ thống keo chỉ cũng như là các chi tiết về hệ thống ốc ác, rồi là hệ thống táp đi, các phím bấm chức năng bật lên xuống. Đấy, những cái chi tiết anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế da nguyên bản. Với da nguyên bản của chiếc xe này đời nó cũng sâu rồi nên cái chất lượng của chiếc xe nó chỉ gọi là tương đối thôi. Còn nếu anh chị và các bạn xem cảm thấy không ưng thì em có thể là cho đi thay bộ ghế da mới cho anh chị và các bạn. Cái này thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Cam 360 cũng được trang bị đầy đủ. Rồi là những cái phần như hệ thống tính năng. Màn hình được bác chủ nâng cấp lên cái màn hình Android rồi. Anh chị mua về sẽ không phải nâng cấp thêm gì nữa mà chỉ việc là sử dụng thôi. Vô lăng này, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, ghế chỉnh điện, trượt lên trượt xuống, ngả và chỉnh độ ngả. Hệ thống cần số với những chi tiết như là các chế độ gài cầu bên cạnh đây. Tất cả biến rồi là các tính năng cổng sạc, kết nối. Với những tính năng của xe Fortuner thì nó thiên về cái sự thực dụng, dễ vận hành, bền bỉ, máy móc ổn định, ít hỏng vặt. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua chi tiết cụ thể hơn nữa về cái phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 2.7, 2 cầu máy xăng. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố hay đường trường một cách mượt mà. Với mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất công bố thì nó rơi vào khoảng hơn 16 lít cho đường trong phố. Đây là những cái đường nét chi tiết tổng quan về hệ thống ốc mặt máy, ốc chân máy, keo mặt máy. Tất cả những chi tiết này tổng quát sơ qua cho chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Khi anh chị và các bạn xem qua mình cảm thấy ưng thì mình có thể mang hãng hoặc thứ ba
mình tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm cho chị và các bạn. Và chiếc xe này hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là dưới 370 triệu Toyota Fortuner 2 cầu sản xuất 2011. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.